Hiện tại rất là nhiều các bạn ở mọi miền Tổ quốc hỏi vào bao giờ có K56. Và hiện tại bây giờ tôi đang đào tạo là hơn chục bạn có mặt tại Hải Phòng. Và K54 họ đã vừa ra trường gần 20 bạn. Thì chương trình K56 này thì, tổng hợp đồ quay thì các bạn ở đây các bạn học được của tôi là các món về quay này. Thứ nhất là lợn sữa quay, lợn nhớ quay, lợn to quay và ba chỉ cuộn lò bì, ba chỉ khóm. Và vịt quay, gà quay, cá lướng, khâu đuôi rồi sụn. Thêm nữa thì tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn là lợn quay trục và bê quay và dê quay. Và tất cả các món quay huyền thoại có mặt tại trong chương trình Combo trong K56 với giá học phí cực kỳ ưu đãi giúp các bạn. Nếu mà chia món ra nó rất là tiền, nhiều tiền, nhưng mà tôi giúp các bạn là trong một combo này đó thì các bạn học được rất là nhiều đồ của tôi. Ngoài vấn đề đồ quay, các bạn học được cái công thức nước salad, ba loại nước chấm đặc biệt cộng với lại dưa muối. Đối với bạn mà muốn xây dựng nhà hàng thì chúng ta học xong học qua quay thì chúng ta học về chuyên sâu. Và chuyên sâu thì tôi đào tạo các món về đồ rừng, đồ hải sản và tất cả những cái món đặc biệt là các loại công thức nước lẩu, đặc biệt là các bạn có thể mở những mô hình kinh doanh đặc biệt tại quê của mình. Với mô hình này thì tôi sẽ setup cho các bạn là thứ nhất là cách lên menu, cách thiết kế thực đơn và cách setup mô hình nhà kinh doanh nhà cho thành công. Ở đây là tôi có một không gian đặc biệt riêng biệt để chúng tôi đào tạo nghề, và không gian này dành riêng cho các bạn. Ở đây các bạn được ăn ở tại chỗ, các bạn không phải đóng bất kỳ một khoản chi phí nào ở tại đây. Các bạn được ăn ở tại đây và các bạn thay nghề các bạn. Hai là thời gian dự kiến học thì bắt đầu thì khoảng 12 ngày trở lên. Nếu các bạn mà chưa học xong thì các bạn tiếp tục học cùng với tôi, học cùng với tôi đến khi mà các bạn thành nghề. Và điều cuối cùng khi ra về thì tôi hỗ trợ các bạn về marketing và cách làm như nào để điểm bán. Các bạn học thì rất là nhiều người dạy, nhưng mà quan trọng nhất là mà thành công là không phải bán nu, thì tôi sẽ tránh cho các bạn những cái điều thì chúng ta mắc phải trong cái việc kinh doanh. Với kinh nghiệm gần 40 năm trong lĩnh vực ẩm thực, nghiên cứu các món ASEAN ở Hồng Kông, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam, thì đương nhiên thì tôi sẽ rút ra những kinh nghiệm và hương vị đặc biệt giúp bạn có một cái khẩu vị làm sao hợp với lại cái môi trường, cái cuộc sống và những cái hương vị phù hợp với lại bà con ở đó tin yêu. Với kinh nghiệm đào tạo những K55 thì gần như 1.000 thủ lĩnh trên mọi miền Tổ quốc, thì tôi phải tự hào đào tạo ra hơn 1.000 thủ lĩnh trong lĩnh vực đồ quay. Và rất là nhiều các bạn ở nước ngoài, ở Đài Loan, rồi Hàn Quốc, rồi tất cả các mọi cái Nhật Bản và mọi miền Tổ quốc ở Bắc Trung Nam và Lào, Thái Lan học của tôi ở Trung Quốc, thì đương nhiên các bạn rất là thành công. Thì trong cái khóa học K56 giáp Tết này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng tôi sẽ dạy làm sao nhanh nhất, làm sao tốt nhất cho các bạn để các bạn có đủ bản lĩnh và niềm tin để các bạn mở ra kinh doanh. Trường hợp đặc biệt thì tôi sẽ giúp các bạn, tôi sẽ về tôi review, tôi hỗ trợ các bạn miễn phí giúp các bạn để các bạn thương hiệu nhanh nhất để bán hàng tốt nhất. Và trong thời gian vừa rồi thì các bạn biết tôi về Thái Nguyên thì có rất là nhiều học trò, và sau thời gian tới này nữa thì tôi lại tiếp tục về Thái Nguyên một lần nữa và tiếp tục nữa về Đồ Sơn để mở để học trò, và tiếp tục về Thanh Hóa và các nơi, các điểm bán của học trò để tham quan xem cái mô hình theo đúng cái chiến lược kinh doanh của mình đã được đề ra hay không, và xem học trò họ làm có được không để hỗ trợ cho các bạn là tốt lên. Và tôi hứa bạn là tôi sẽ giúp bạn trở thành một người đầu bếp là thực lòng thực thụ, giúp cho các bạn để trở thành một nhà quay chuyên nghiệp để các bạn có bản lĩnh trong công việc để các bạn kinh doanh, và giúp các bạn về vấn đề phương hướng marketing kinh doanh, giúp bạn để các bạn thành công. Chào đón các bạn K56 có mặt tuần tới tại Hưng Mão Ba, chân cầu Lạc Long. Các bạn nhanh tay và đăng ký sớm để được ưu đãi đặc biệt trong cái khóa quay này. Và trong khóa quay này thì tôi cũng tiết lộ một chút là tôi sẽ giúp hỗ trợ cho một trong những 15 món lẩu, là tôi sẽ tặng cho các bạn một món lẩu đặc trưng để các bạn có thể về kinh doanh món lẩu trong cái mùa đông này. Hẹn gặp lại K56 vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã theo livestream của Hưng Mão Ba. Xin chào, hẹn gặp lại.